tới một quán cà phê Huy đã từng review rồi, nhưng mà ở chi nhánh khác nha cả nhà. Còn đây là chi nhánh mà nổi tiếng nhất. Bây giờ mình vào trong. Mở cửa ra, Huy đã tới quán cà phê khách sạn. Một quán cà phê mà Huy đã từng review, nhưng nó nằm tại một cái nơi khác, nhưng mà nó cùng với là cái chi nhánh của cái quán cà phê này đó mọi người, cũng là một cái quán cà phê khách sạn luôn. Nhưng mà ở quán cà phê bên kia nó lại là cũng có tên là Mustang, nhưng mà là Mustang Nero Hostel ẩn mình giữa một khu cư dân yên tĩnh tại Bangkok. Nói chung là cái quán trước, đợt trước Huy review á, là mọi người không biết mọi người có thể tìm là được không, tại vì nó cũng trôi qua quá lâu, nhưng nó rất là khá giống với quán này. Nhưng quán này là quán bự hơn mà chi nhánh to hơn. Nó nằm đây là em Sơn, Huy tới gặp em Sơn và quay cho mọi người ở khách sạn này. Và Huy đem một cái quần của Huy mà Sơn xin từ rất lâu đây để tặng cho em ấy làm kỷ niệm. Để Huy sẽ giới thiệu cho mọi người biết về cái quán này nha mọi người. Cái quán này Huy đã từng review rồi, nhưng mà để mình nói trước cái quán này thì Huy xin phép cả nhà hãy đến với cái quán này. Đó là quán cà phê gây sốt nhất châu Á nha. Châu Á đó, không phải là gây sốt nhất Thái Lan đâu. Nó thuộc về châu Á, ASEAN area. Khu vực châu Á, bên trong đó có cả trăm con vật từ thời nguyên thủy. Đây mọi người thấy con cao cổ, hươu cao cổ này không? Nhưng cái khu vực mà có cả trăm con vật từ thời nguyên thủy á, là cái quán đó nó không phải là nằm ở chỗ này, mà nó nằm chi nhánh khác. Một cái chi nhánh Huy đã từng review, nhưng cái video đó từ rất lâu Huy, mọi người có thể kiếm lại, Huy không nhớ cái tít lắm. Tại vì nhiều Huy có tới gần 1.000 cái clip rồi, gần 700 clip. Lên gần tới 1.000, Huy kiếm không ra, Huy không nhớ Huy đặt tít là gì. Đối diện mình đường có một cái ngôi đền Trung Quốc kìa mọi người. Tại vì cái này đã nằm trong trục Chinatown, gần Chinatown. Cho nên nếu đối với những ai mà ở khách sạn này thì có thể kết hợp với du lịch Chinatown rất là tiện lợi. Đây là một số lưu ý. Đó, họ có ghi cho mình đó mọi người. Medium order is to order. Rồi we brought by the sexual news. Đó, nói chung là người ta có những cái luật lệ của cái quán này đó mọi người. Và trước khi để nói đến quán này, Huy nói tiếp cái quán mà vì sao có cả trăm con vật từ thời nguyên thủy, nhưng mà nó không có nằm ở cái quán này, nó nằm cái quán chi nhánh bên kia. Cái chi nhánh bên kia là nó nằm trong một cái tòa nhà màu đen nha, văn phòng đó mọi người, phủ đầy cây xanh luôn. Khi bước chân vào, ai ngỡ như mình đang lạc vào thế giới nguyên thủy. Đó mọi người ơi, Huy nhớ cái quán bên kia quá. Mọi người muốn đi là mọi người sợ là Mustang Nero nha. Mọi người ghi cái chữ N-E-R-O là nó hiện ra cái quán kia nằm ở đâu à. Giờ thời buổi hiện đại mọi người đi du lịch đó, mọi người search ra nó ra liền. Còn cái quán Huy đang đi là Mustang Hotel Blue, còn cái bên kia là Nero. Lần đầu tiên đến cái quán cà phê này có thể du khách chẳng sẽ tìm thấy thấy lối đâu, bởi màu đen ảm đạm nè, rồi bên ngoài cùng với cây cối phủ kín. Thế nhưng khi bước vào bên trong, trái ngược với vẻ bên ngoài của thế giới động vật hoang dã nguyên thủy có ở khắp nơi. Tất cả các loài động vật ở đây đều là mô hình giả nhưng mà sống động y như thật. Thì có mọi người thấy rồi, nó y như thiệt luôn. Mà cái quán Huy đang nói là cái chi nhánh bên kia nha, tại vì ở đây chỉ có con hươu cao cổ thôi, chứ họ bên kia họ có con ngựa vằn này, rồi có con tùm lum hết, rồi con chim cũng đủ hết à. Cái chị mà Ananda là một nhà tạo mẫu thời trang ở Bangkok á mọi người, là chủ của tòa nhà này là được 4 năm rồi. Vì thích một môi trường yên tĩnh nên đã thuê tòa nhà, toàn bộ tòa nhà chỉ để sử dụng 2 trong số 5 tầng thôi đó. Khi mọi người đến Mustang Nero là cái quán bên mà cái quán Huy họ mới quay trong đây nè. Nó cũng chia chùm chi nhánh chứ, nhưng mà do mình phải bắt qua câu chuyện đó. Tại cái quán này cũng là cái chi nhánh khác, nhưng mà nó liên thông với cái chi nhánh cũ Huy đi, cho nên Huy cần giới thiệu để mọi người biết thêm. Mọi người có thể đi hai quán luôn để so sánh. Khi mà mọi người đến Mustang Nero á, là cái quán đợt trước mà toàn là các con vật á,
thì họ sẽ ngay lập tức bị thu hút bởi những con vật khổng lồ. Trong phòng có 100 mẫu động vật luôn á, có hổ, có gì tùm lum hết beo. Trong căn phòng mà Hồi đó Huy ăn làm spaghetti màu đen. Còn đây là Huy đang gắp cái miếng dừa ở trong cái nước uống của em Sơn, em kêu cái gì á, mà em không có ăn mấy cái trái dừa đó. Mà Huy thấy mấy trái dừa nó trưng lên cái miếng bánh nó rất đẹp và nó nghệ thuật. Huy lấy ra Huy để lên cái miếng bánh sô-cô-la mà dét lên ăn cũng ngon lắm. Đó, mình sáng chế ra một cái bánh khác mình ăn luôn. Anada, cái chị mà của cái quán Nero á, cái chi nhánh bên kia thì nói là không gian này là một bảo tàng động vật thu nhỏ. Các loài động vật như sư tử, ngựa vàng, linh dương, cá sấu, linh miêu, đà điểu đều có kích thước rất lớn và sống động. Hầu hết mẫu vật ở đây đều nhập từ các nước châu Âu, châu Phi. Chỉ có bướm với lại côn trùng là nhập từ Thái Lan thôi nha. Miễn không phải là động vật chết do săn bắt trộm. Khi những con động vật chết tự nhiên, chúng sẽ được chế tạo thành những mẫu vật và xuất khẩu hợp pháp sang Thái Lan. Miễn không phải là những động vật chết do săn bắt trộm. À, ý là những cái con động vật mà chết tự nhiên á, thì sẽ được hợp pháp. Còn mấy cái con động vật mà do mình bắn săn bắt á, là sẽ bị bắt hợp pháp đó mọi người. Mỗi mẫu vật có mã số riêng của mình để người xem biết được chúng sẽ đến từ đâu và được tạo ra khi nào. Việc vận chuyển đòi hỏi sự cẩn thận cao vì chúng có kích thước rất lớn và nặng. Một nửa số động vật ở đây thuộc về Ananda và một nửa trong số bộ sưu tập này là của người khác nha mọi người. Những người có ý muốn được chạm tay vào mẫu vật đều được cô cho phép và tỏ ra rất dễ chịu. Hình như đúng rồi, Huy cũng được chạm vô luôn á. Miễn là cẩn thận đừng làm đổ vỡ là đền đấy. Tiền không có đền đâu, bởi vì các bạn biết sao không, một con hươu cao cổ có giá là 300.000 baht, 226 triệu đồng luôn đó trời ơi là trời. Sư tử có giá là 500.000 baht, là 377 triệu đồng, cái tương đương cái cỡ giá đó nha, tùy theo cái lúc mà thị trường nó lên xuống nha. Cái quán bên kia, cái chị Ananda đó, chị rất là thích được nhìn những cái vị khách bước vào cái quán với vẻ ngạc nhiên kèm theo wow wow. Cô nói rằng đó là làm những cái gì mà mình thực sự làm cho người khác công nhận và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Đúng là cái quán bên kia Huy bước vào Huy cũng wow vì nghe những cái tiếng âm thanh ghê rợn, chim hú rồi rừng gì á kêu rồi hú lên rồi ghê lắm mọi người. Cái quán bên kia kìa, còn cái quán đây là có con ngựa vàng, ngựa con hươu cao cổ rồi đó. Đó, con hươu cao cổ hồi nãy Huy nói đó, 226 triệu đồng đó. Hồi nãy đang bưng ra thì rớt đồ xuống cái chị đó, chị ra chị lấy nước khác châm vô cho mình luôn. Chị đó chị dễ thương. Và cái khách sạn này thuê, nếu mà mọi người thuê tại quầy á thì là nó có giá là 7, tùy nha, có phòng 30m², có phòng 60m², mà có giá 7, từ 7.000, 8.000 rồi 5.000 hay đồ này nọ cỡ đó nha mọi người. Nếu mà tới thẳng tại quầy luôn á bút cũng được, mà cái chị ở quầy tiếp tân chị nói hơi bút tại quầy rẻ hơn trên app mà Huy không biết nha. Cái này là tùy cái lúc, thì mọi người có check trên app trước đi thì hoặc rồi bút tại đó cũng được. Nói chung á tùy cái phòng với lại cái vị trí, nhưng mà ở đây á Huy thấy á, tại vì Huy đi lúc mà Sơn là Sơn kêu Huy qua ngủ với Sơn, tại vì cái chị Lương á, chị sợ ma, chị ở khách sạn. Tôi cười xỉu. Cái khách sạn này nó cổ kính, là nó cái phong cách là đẹp để chụp hình, mà cái chị Lương á chị sợ ma. Tôi mắc cười mà tối tôi đi tôi cũng sợ, tại vì nó cổ kính, nó như vậy đó, cái nét của nó mà. Với là buổi tối Huy đi 2 giờ sáng, Huy lên Sơn dẫn đi chơi về xong rồi Huy đi tiếp. Do Huy đang có chuyện buồn á mọi người, mấy cái clip á, mà chuyện buồn là nhờ Huy đi tiếp á, Huy mới gặp anh khán giả cho Huy 1 triệu mấy. Thiệt ra là cho 700 thôi, nhưng mà sau đó là dẫn anh đi chơi tiếp mà trả lại tiền anh không lấy, cho nên là 1 triệu mấy. Mà sau đó thì Huy buồn quá, mà Huy hồi đợt nói chung là Huy buồn, nhưng mà Huy buồn, nhưng Huy biết Huy buồn và Huy cũng biết là có những cái số phận sẽ khổ hơn Huy, nhưng mà đôi khi mình cũng phải trời ơi tôi khổ, lâu lâu mình cũng phải nói vậy chút. Nhưng mà mình cũng lấy 1 triệu đó mình cho người khác rồi nha cả nhà. Nói chung là có khán giả nó cũng nói Huy, cũng dặn dò Huy là có nhiều người khổ hơn, đừng có nói mình khổ. Thì Huy cũng biết vậy, Huy lấy 1 triệu đó người khác cho Huy, cho nên Huy cho những người khổ hơn, ủng hộ người khổ hơn rồi. Rồi pha cái quán nước màu xanh đẹp quá, pha vô
phè vô cái thành Bình Sơn nó kêu chứ cái nước màu xanh đẹp thì quậy quậy lên thấy gớm ơm. Sao dân tôi cũng uống thì cũng vô miệng rồi chứ giờ thì sao, thì nước quậy quậy lên cà phê thì nó phải bay cái màu xanh thôi, cái màu xanh hình như là lavender á mọi người. Lavender là cái tinh dầu mà mắc so với những cái mùi khác, oải hương nó mắc. Đây, sau mấy năm Covid đây mới gặp lại, trước Covid là cũng có gặp Sơn. Hồi đó Huy cũng không có ấy, không có qua YouTube. Đây là đó. Sơn nó nói gì lạc nhách hay sao á, cái miệng của nó nói Huy đâu có uống đường đâu, mà trong đó là cũng có đường đó mà sao giao sao ăn ngọt á mọi người. Nói chung là khẩu vị mỗi người mỗi khác nhau, Huy thử dễ ăn ăn cái gì ăn được đó, cho nên tôi đi review chứ không tôi review mà tôi chê ngoài ai đâu ấy. Tiêu phải tích cực đó, mình tích cực, mình cũng tích cực lắm, mình cũng không có dám chê gì nhiều, với lại biết sao không? Chê thì chê cũng vừa vừa thôi mọi người, để người ta làm ăn nữa. Với lại thường thường á, ví dụ một cái quán nào mà không ngon á, thường thường là chỉ là không tươi thôi, còn cái khẩu vị á, lạc mặn là mỗi người khác nhau, cho nên mình cũng đâu có không có chê mà cái kiểu ấy được. Nó, rồi Huy kể tiếp là cái quán này nó nằm gần Chinatown. Mà cái quán này á, nó có một cái ưu điểm á, là ví dụ mọi người không có ở khách sạn, ví dụ như lát nữa Huy sẽ lên cái phòng khách sạn review cho mọi người, là vì Huy có bạn của mình ở đây là chi trả cho cái số tiền phòng nên mới quay được. Chứ còn nếu mình chỉ uống cà phê là mình vẫn được chào đón nha cả nhà, vẫn được vào quay phim chụp hình, vì mình ăn uống cà phê mà. Và hồi nãy người ta kêu là hai người là ít nhất là hai phần order đó, cái yêu cầu á. Chứ vô hai người mà kêu một phần, người ráng nhịn cũng kỳ. Vô chụp hình quá, người ta đầu tư mấy cái con hươu cao cổ mấy trăm triệu đó, vô kêu một ly kỳ chết. Cái quán người ta chủ yếu mắc tiền mấy cái đồ đó, mà mình vô mình kêu một ly kỳ dữ rồi. Kêu một ly, người ta nhìn với ánh mắt đầm thắm. Như thì mình cũng khó mà chụp được, mình vừa chụp mà vừa chạy nha cả nhà ơi. Nói chung á, lúc đầu mọi người nhớ Huy giới thiệu là Mustang Nero là một cái quán cũng cà phê và có khách sạn, nhưng nó nằm chi nhánh bên kia nha. Còn cái này Huy đang đi nè, là Huy review lần này là lần mới, là chi nhánh mới. Chi nhánh cũ là lâu lắc rồi Huy review, nhưng mà Huy phải nói lại vì nó quá đặc biệt. Nó có những cái con nguyên thủy, những cái con động vật đó, nó y như thiệt. Ăn đường á, ăn cái cục đường á. Hồi nãy Sơn nó kêu lạc, nó nhét cho nó cục đường, nó ăn nó cười quá trời luôn. Nó cũng không ngọt nữa mọi người. Cái khách sạn này tên là Mustang Blu nha cả nhà, gần thủy cung Sea Line Bangkok. Ở Bangkok cũng có thủy cung. Đi tới bến xe 15 phút và có thể kết hợp trên cung đường giao thông tốt với ga Hủa Lam Phong, là cái ga mà đời đầu của Thái Lan á cả nhà. Còn bây giờ là có thêm cái ga mà đá cái con hươu cao cổ, cái cổ không à. Cái mình ở mẹ nó mất. Cái mình nó nằm âm tường luôn. Chắc mắc quá mà bạn mà chặt người cái mình đi đâu mà để vậy thôi. 226 triệu rồi uống là thành nhiêu, 1.600 là cỡ đâu triệu mấy à? Triệu 2 rồi ta, 1.600, 1.700 đến triệu 2, triệu 7 á, 1.700 lận tính thuế rồi vô nữa. Có đàn có đơ rồi mình chụp hình đó. Cái quán này là nổi tiếng chụp hình mà. Nó nằm hồi nãy Huy đang nói ga đời đầu, nó nằm gần ga đời đầu Hủ Lâm Phong, chứ mà giờ là có cái ga mới nữa. Cái ga xây đẹp lắm mọi người. Đó, nó đẹp lắm, băng sư trân sinh đó mọi người. Trời ơi nó đẹp ghê lắm, nó đẹp xỉu luôn, nó bự ơi là bự luôn. Đi được nhiều lắm, nhưng mà giờ cái ga Hủ Lâm Phong nó đóng chứ nó hay cũng mở. Từ lúc cái ga băng sư trân sinh mở ra á, người ta cứ đồn đóng mà sẽ chưa thấy đóng, nó vẫn mở mọi người ơi. Đặc biệt khách sạn còn nằm gần khu Chinatown, Huy nói với mọi người á, cho nên kết hợp đi đâu á, mình ở đây mình tốn tiền thì mình kết hợp đi, mình rỉ đi đứng rồi thì nó mình kết hợp, nó sẽ tiết kiệm được thời gian rồi chứ không phải là chi phí đâu. Du khách tham quan mình nên trải nghiệm những cái thứ mà mình ở với mình gần đó, mình để mình tiết kiệm được nhiều thứ. Khách sạn được thiết kế theo phong cách cổ điển mang vẻ đẹp châu Âu nha cả nhà. Thấy nó cổ kính không, cái màu tường rồi nó lên hình nó đẹp lắm. Mà cái chị nó, chị không quen thì nó sợ me, do nó cổ kính mà cả nhà, là sợ me là đúng rồi nha.
có nhiều người người ta sợ cổ lắm, người ta thích là phải mới. Nhưng có những cái người là người ta yêu đồ cổ, người ta càng cổ người ta bàn cán càng cao. Càng cao cắt cái cổ luôn, giá cắt cổ. Nhìn từ bề ngoài vào thì có hơi cũ nhưng bên trong rất đầu tư, mọi người thấy đầu tư không? Lên khách phòng khách sạn rồi nha. Thôi lên phòng khách sạn mất công nói nhiều quá mọi người sẽ bị nhức đầu. Bây giờ mình cho âm thanh trực tiếp nha cả nhà. Bước vô cái phòng cho cả nhà coi cái không gian và cái âm thanh trực tiếp. Thì cái khách sạn nó mở nhẹp lắm, cho nên là không review được. Đây là cái phòng ở trong khách sạn nãy giờ mình ngồi nha. Một bữa ăn hai người nãy giờ là khoảng 1.700, là cỡ 1.200, 1.300 cỡ đó nha cả nhà. Cà phê rồi đó. Bây giờ cái phòng rất là đẹp, kiểu rất là châu Âu này cả nhà. Quá đẹp. Trong camera thấy rõ chưa? Ok. Không nên chúng ta sẽ dắt quá là đẹp này đó. Các chị Lương xuất hiện rồi đây cả nhà đây. Chị Lương chào cả nhà đây. mắc cỡ. Đây là Huy nè nha cả nhà. Nó cho mở cửa vậy là hút thuốc được đó ha. Ê, lấy đứa thuốc ra chụp hình luôn. Cũng đẹp lắm á Sơn. Hộp thuốc của em nè. Đó, quá trời này toilet này nha cả nhà. Toilet này, gạch bông này rất là đẹp nha. Trời, có bóng không Sơn? Ủa? Bóng hòn cho muộn hả? Chị Lương chờ trang điểm để xuất hiện với mọi người. Lát nữa chị Lương sẽ mặc bộ đồ mua ở Platinum. À, bút make up nha, mà bạn em ở Việt Nam 10 ngày 15 mới qua. Ở bên đây make up em cũng biết, nhưng mà điều nó toàn là làm cho celeb á, mắc tiền lắm, uổng. Nhiều mà mắc đó chị, tiền bạc quan trọng chị thích là được. Thì có hả? Nhiều. Đâu có. Không, nhiều khi không phải nhiều nữa mà tụi nó có rảnh hay không trước nữa cho cái tụi mà làm cho ấy nó. Dạ. Toilet ở đây là phải đóng cái màn lại nha cả nhà, chứ không có cái cửa. Ví dụ mình có lỡ mấy bụm là nghe. Nghe đó, đợi chờ mọi người chờ nghe. Đó, phòng cũng ok ha. Đứng đây làm bộ hình giữa cái thác nước đây nè. Nó cũng nhỏ nhỏ cũng dễ thương đó ha. Cái áo trắng. Lấy cái áo trắng đó, đừng ở trốn với chị nha cưng. Chị đem cái quần với lại cái gương cho em rồi đấy. Mẹ chị kia vẫn chưa lấy cái áo trắng của chị. Em đừng ở trốn với chị. Em móc ra cho chị coi. Móc ra để chị mặc, chị chụp hình coi nè, nhanh lên. Cứ từ từ, cứ ấy qua mà chưa được nè. Ừ, bộ đồ vest đó. Làm hai anh cái áo trắng này nó không lấy là mình lấy luôn hả? Bộ đồ da đẹp nè, trắng đẹp quá ha. Bộ da ha. Ờ, đẹp đó. Rồi cái áo trắng lấy, đừng có trốn nha. Xanh tái mặt rồi còn phải lấy đó, hứa rồi đó. Trốn không khó. Nghe chiên gì đẹp quá vậy? Chị Lương đó hả? Nghe chiên là ngày xưa này hả? Sợ phải trốn phải bài rồi ra rồi. Đó. Mà thấy là mình không ngon những nhát của nó ra đi. Ê phụ em ơi. Nó nói sang L mà. Thấy L đúng hả? Em mơ. Tao bấm nút quay nha mày, giỡn giỡn cho tao cắt về. Cũng được hả? Hả? Đẹp quá hả? Nhưng mà nên biết sao mà cái áo này cũng có một cái rồi mặt á, tự nhiên giặt xong nó dài ra vậy đó. Có cái áo đỡ giống như này nè. Tới khi vú chị rồi đứa ơi. Vô cái vú chặt quá. Ủa sao mặc quần?
Giống chi để ra các anh ngồi trong này nha, chuẩn bị trình diễn sân khấu. Đẩy cái đó ra, đẩy cái đó ra, cầm cái sách nó kìa. Rồi để ăn cái gì này luôn rồi đó. Rồi nha, đúng rồi. Ờ, rồi nha, đúng rồi. Để đọc, đọc nha. Như là chân ngắn quá mò không lên, để cái chân đi. Ừ. Đúng rồi đó, quá wow, đẹp quá vậy. Ừ. Ờ, đẹp hơn sexy chứ không. Ừ. Cho anh một tấm ngay chỗ này nữa, chụp nhau hay chụp nhau không, ý là em chỗ này đi vô này. Để lên hình cho nó đúng kiểu vậy, cho nó đúng tự nhiên được.
đây này. Ê, cái bộ đồng hồ trắng hợp với này Sơn. Hai người chụp một bộ với nhau cũng hợp nữa. Quá là đẹp luôn. Đẹp lắm, anh cắt cái góc đẹp lắm nè. Chị mày có ai like không Sơn? Ừ. Hả? Ai lên rồi. Đẹp lắm nè. Đó, cái góc này sao mới đẹp. Ừ. Đẹp này hợp. Ừ. Nhưng mà anh chụp hồ cái dáng á. Há cái bụng vô chút thôi. Và bây giờ Huy xin mời cả nhà cùng xem những hình ảnh của cái khách sạn cổ kính và nổi tiếng với những người mà mê chụp ảnh, và cùng với bài hát Thầm Yêu mà Huy trên nền nhạc, Huy sẽ pha lẫn với những cái hình ảnh tại đây nhé. Huy chào tạm biệt mọi người tại đây nha. Bye bye.